thêm các thiết bị máy lọc không khí, thì LG đã tích hợp máy lọc không khí và máy điều hòa không khí vào trong hệ thống điều hòa không khí treo tường này. Thì chúng ta có LG có cái hệ thống gọi là cảm biến mức độ ô nhiễm, và từ đó đưa ra các bộ thiết bị giải phóng ion cũng như là hệ thống lọc để mà lọc mùi, lọc vi khuẩn, và màn hình hiển thị chất lượng không khí chúng ta sẽ thể hiện được từ cái lúc mà chưa bật điều hòa cho đến khi mà